Ok, được không? Được. Alright, và xin chào mọi người, chúng mình là nhóm B336. Và mình là Winner. Mình là Kenji. Yeah, và ngày hôm nay chúng mình có một cái thông tin rất là đặc biệt muốn gửi đến cho mọi người. Đó chính là bộ phim Suiza Đại Chiến. Đó là một cái bộ phim rất là mới do công ty MCV sản xuất. Và trong bộ phim này thì mình sẽ là người đảm nhận cái vai trò là sáng tác cũng như là viết lời cho cái OST của cái bộ phim này. Nghe anh Thắng viết lời là thấy chất lượng rồi. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn em. Mà em còn nghe lấy thấy nữa là bộ phim này được đầu tư và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Thế lại còn không nữa, nó là còn một số vai mà tụi mình vẫn còn thiếu nữa. Đúng, chính xác. Nếu mà người có nhã ý tham gia, hãy gửi một clip diễn xuất ngắn tầm 45 giây về địa chỉ Hồng Thư. Và hẹn chót là ngày 25 tháng 12. Đó. Và khi mà các bạn có được chọn, có may mắn được chọn trong một cái vai đó nào đó trong bộ phim ấy, thì các bạn sẽ được làm việc cùng với ekip rất là chuyên nghiệp và đặc biệt là có thể làm việc với bọn mình luôn. Yeah. Và cuối cùng là Suiza Đại Chiến, chúng tôi cần bạn.